Thưa quý vị, hôm nay tiếp phó thủ tướng Vương quốc Campuchia Sa Savourn, thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông Mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông Mekong trên cơ sở hiệp định Mekong và các quy định của ủy ban, của ủy hội sông Mekong quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông vì sự phát triển bền vững của lưu vực, lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn phó thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là thắng lợi chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu của các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước Campuchia và Lào đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Khẳng định, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác đảng tiếp tục định hướng quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị và tôn trọng lợi ích của nhau. Cho rằng việc gặp gỡ, trao đổi giữa chính phủ, các bộ ngành địa phương hai nước tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần vào việc thúc đẩy hiệu quả thực chất hợp tác song phương. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông Mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông Mekong trên cơ sở hiệp định Mekong và các quy định của Ủy hội sông Mekong quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích các quốc gia ven sông vì sự phát triển bền vững của lưu vực, lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực. Thủ tướng chính phủ mong phía Campuchia tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, trong đó tạo điều kiện cho người Campuchia gốc Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia. Phó thủ tướng Net Savoeun bày tỏ vinh dự dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Hoàng gia Campuchia sang dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cả ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Phó thủ tướng khẳng định Campuchia luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, coi sự đoàn kết là thắng lợi chung của hai nước. Phó thủ tướng chân thành cảm ơn và cho biết sẽ chuyển lời chúc mừng đầu năm mới tết cổ truyền campuchia và lời chúc sức khỏe của lãnh đạo cấp cao việt nam tới quốc vương norodom sihamoni hoàng thái hậu norodom monines sihanuk và chủ tịch thượng viện campuchia hun sen